Em chào các bác nhá. Nay có con Wasino đầu vuông đúng không ạ? Wasino đầu vuông, nhưng mà con này thì đời này được 4 nút. Em quay cho bác xem ha. Ok quá. Thì kiểu như ở bên Nhật ấy, họ quét sơn cọ quét nhá. Họ quét lên kiểu như họ quét lên cái kiểu là cùng cái màu nhà xưởng ấy ha. Còn rất là đẹp. Quét lên cùng màu nhà xưởng rất đẹp hơn. Tình trạng máy sao thì em cũng báo cho bác. Con này thì đấy, thì nội dung đấy, là bên Nhật họ sơn quét nha. Đây thì tem mạc là nó ở đây ha. Đấy, quét nhìn sơn cũng rất là chất. Tuy nhiên nó cũng hơi bị chày chày tí nhưng mà không ảnh hưởng. Vì sơn của Nhật thì rất tốt, các bạn yên tâm. Con này của nó là 19k nhé, 1993 1993 nhé. Thân hình máy này là dính nhớt nhé, lau chùi cái nó sạch nhé, lau chùi sạch nhé. Đây số nhỏ nhất là 50 ha, nhỏ nhất là 50, lớn nhất là 1500 ha, 1500 thôi. Bác nào yêu thương con này thì giá cả thì liên hệ em nhé. Lỗ cái này là 55 nhé. Lỗ 55. Rút. Mâm cặp 3 chỗ lật. Mâm này thì em cũng nhìn chấu trước thì vẫn còn ngon ha. Hiệu Takigawa ha. Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy nó cũng hơi chảy chảy rồi. Không, nhìn kỹ thì nó cũng hơi chảy chảy rồi. Đấy. Em ở đây thì tình trạng sao thì em sẽ báo cho bác vậy. Nhưng mà bàn giao thì rất đẹp đấy. Bàn giao thì rất đẹp đấy. Làm có một tay thôi nên là quay cho bác xem là nó không phải đắt ở đây. Wasino đầu vuông các bác ha. Đây ha. Màu sơn zin nữa đây này. Màu sơn zin là màu xanh này quá ha. Còn mấy cái màu này là nhà xưởng quét nhá. Màu này nhà xưởng quét lên nhá. Em soi cận cảnh cho bác xem luôn. Thế thì bác nào yêu thích con máy này thì liên hệ em nhé. 0938 312-207 ha. Đây bản nhông gen rồi đó ha. Đây, đây là cái gì? Hải quan tiểu kiểm định gì đó của Nhật ha, xuất xưởng đó.
cảm ơn các bác nhé.